Hello, xin chào mọi người. Tình hình là thời tiết ở chỗ mình vừa mưa xong nên là mình tranh thủ ra ngoài ruộng bắt vài con nhái về cho mì vịt ăn. Đoạn này là mình chuẩn bị đi này. Đây là dụng cụ bắt nhái gia truyền của nhà mình. Mấy con nhái tới công chuyện với tôi. Chưa bắt được con nhái nào mà gặp ngay khởi chuột mini này. Thôi thì tha cho mình một mạng nha. Anh em xem mình thể hiện này. Khúc đầu không biết mình đập kiểu gì mà làm con nhái nó lộn 5, 6, 7, 8 chục vòng luôn. Đây là thành quả của mình sau 1 tiếng ở ngoài đồng này. Cũng được khá khá rồi nên là mình đi về thôi. Mình bịp ở nhà chắc là mong mình lắm rồi đấy.